Nhận định bóng đá Indonesia vs Philippines, tuyển Việt Nam chờ tin vui. Đội tuyển Việt Nam chờ tin vui từ trận đấu giữa Indonesia và Philippines ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Indonesia chạm trán Philippines tối nay ngày 11 tháng 6 là trận đấu được người hâm mộ Việt Nam quan tâm đặc biệt. Cuộc đọ sức giữa hai đối thủ cùng bảng F có tính chất quyết định đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Indonesia chỉ cần chiến thắng là chắc chắn vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á nếu đội bóng xứ vạn đảo giành 3 điểm. Mọi nỗ lực sau đó của đội tuyển Việt Nam sẽ đổ sông, đổ biển. Tuy nhiên, đội chủ nhà không dễ dàng đạt được mục tiêu này. Đội tuyển Philippines không được đánh giá cao ở bảng F, tuy nhiên, họ cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Tom Saiphin. Nhà cầm quân này thuyết phục thêm nhiều cầu thủ gốc Philippines từ nước ngoài về cống hiến cho quê hương. Chiến lược này gia tăng đáng kể sức mạnh cho đội bóng có biệt danh Akan. Cần nhớ rằng ở lượt đi, với lực lượng bị đánh giá thấp hơn hiện tại, đội tuyển Philippines cầm hòa được Indonesia. Trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam vài ngày trước, Philippines khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn. Đây là cơ sở để Patrick Reichel và đồng đội tự tin đối diện với áp lực trên sân Yellora Bungkano. Chiến thuật của đội tuyển Philippines không thay đổi. Họ vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công điển hình và chờ đợi thời cơ từ tốc độ của Zico Bailey, Rubico và cái chân phải khéo léo của Reichel. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Indonesia hiểu rằng họ không được phép mắc lại những sai lầm như 90 phút trước Iraq. Thực tế, đội tuyển Indonesia có nhiều khoảnh khắc ở rất gần bàn thắng nhưng đội bóng xứ vạn đảo không đủ bình tĩnh để giải quyết tình huống. Ngược lại, hàng thủ mắc vô số sai lầm khiến Indonesia không thể đứng vững trước các cầu thủ Iraq. Lần này, Philippines không mạnh như đại diện Tây Á. Nhưng nếu Indonesia chủ quan trước đối thủ, họ hoàn toàn có thể trả giá đắt. Có một cách đơn giản nhất để tìm ra lời giải cho bài toán nói trên. Đội tuyển Indonesia sẽ tràn lên tấn công, gây áp lực lớn lên khung thành của Nay Etheridge và nhanh chóng ghi bàn. Không có Jordi Amat. Indonesia vẫn còn nhiều lựa chọn như Nathan Joaon hay Jay Aidet. Quan trọng nhất vẫn là ghi bàn, chiến thắng và loại đội tuyển Việt Nam khỏi cuộc chơi. Chỉ cần Indonesia không thắng, quyết tâm của đội tuyển Việt Nam sẽ tăng cao gấp nhiều lần. Dự đoán, Indonesia 2-2 Philippines.